À, em chào các bác nhé, chào mọi người nhé. Trời mưa quá các bác ạ, trời mưa quá đây này. Nhà ẩm ướt hết. Và vì trời mưa quá cho nên là không thể đi hái thuốc được. Thôi thì ở nhà nghiền thuốc để đóng thuốc thôi. Đây các bác, em vừa nghiền được, các em vừa nghiền xong cái thuốc dạ dày tá tràng ấy các bác. Nhưng mà tại vì là đợt này em nghiền thêm cái rễ của cây bòn bọt ấy. Tại vì là rễ của cây bòn bọt thì trong bài thuốc đại tràng nó rất là tốt. Đấy, cho nên là em nghiền theo cái rễ của nó. Vậy nên là khi mà mình nghiền ấy thì nó sẽ không được đâu đây này. Mình sẽ phải nhặt ra những cái nào mà không nghiền được ấy. Rễ của cây bòn bọt nhé các bác nhé. Đấy, nhặt ra thế này. Đấy, còn tất cả những cái vị thuốc khác thì nó có thể nát được như này. Về thì mình đun. Đây, những cái vị thuốc khác nó có thể nát được như này. Đây, đây các bác. Như các bác biết ấy, cái bài thuốc dạ dày tá tràng của em thì rất là nhiều vị thuốc. Thì bây giờ ở đây em kể ra thì các bác cũng không thể nhìn thấy được nữa. Các bác cũng không thể nhìn thấy được, nhưng mà vì em đã nghiền ra rồi. Đấy, em đã nghiền ra. Đây các bác nhìn thấy cái vàng vàng này là cái đây cái vàng vàng này là cái hoàng đằng nhá. Đấy. Cái dế vàng vàng của nó ấy. Đấy. Ngoài ra cũng có những cái hạt em cũng nghiền ra nữa. Nên là rất là nhiều vị thuốc thì bây giờ không có cái thuốc thì em cũng không kể nữa, không kể ra cho các bác nữa. Chỉ là chia sẻ cho các bác như này thôi. Bác nào mà bị dạ dày tá tràng mà những cái bệnh lý liên quan đến đường ruột ấy thì các bác nên là sử dụng cái thuốc dạ dày này của bên em. Tại vì thuốc dạ dày này thì em đã nghiền như thế này. Đây là những cái rất là dễ dàng sử dụng đây. Đây này, em đặt đóng vào túi này. Tại vì hôm qua là có bệnh nhân về nhà lấy nhưng mà không có thuốc, hết thuốc rồi thì em mới lại phải nghiền ra. Cái thuốc dạ dày nghiền như thế này thì nó có cái lợi của cái việc nghiền như này là tất cả những cái vị thuốc nó đều mình có thể sử dụng nó. Khi mà một túi lọc như này là mình đun lên ấy thì thuốc thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái này cũng có thể là mịn, nó nhìn thế thôi nhưng mà nó là toàn những cái cây những cái củ ấy thì những hệ củ ấy thì mình lấy nước sôi ấy, mình úp mình uống luôn cũng được, chứ không phải đun cũng được. Có nghĩa là nó sẽ tiện cho các bác, nhưng mà tiện cho các bác làm việc ở văn phòng hoặc là các bác đi làm việc ở chỗ nào ấy, mà các bác chỉ cần có nước nóng thôi, các bác thả xuống bình dưới nhiệt thôi là các bác uống được nhá các bác nhá. Mỗi tội là cái thuốc dạ dày nó bất tiện ở một chỗ là các bác phải đói, lúc đói thì các bác mới được uống, cho nên là giả sử như là các bác mang đi theo thì các bác để uống cả ngày thì không được. Có nghĩa là thuốc dạ dày thì bắt buộc uống lúc đói. Mà các bạn biết là dạ dày lại tại sao lại uống lúc đói? Tại vì lúc đói thì lúc đấy mới cái dạ dày nó mới chống, nó mới chứa được những cái viêm loét và những cái gì bệnh lý liên quan đến đường ruột. Đấy, những cái bệnh lý liên quan đến dạ dày tá tràng này, phân lỏng phân sống này, trào ngược dạ dày này. Nói chung là bệnh lý về dạ dày thì các bác là các bác biết đấy. Rất là khó chịu, tiêu hóa kém các kiểu là đều dùng cái thuốc này được hết nhá. Các bác chỉ việc về các bác đun các bác uống thôi. Đấy, khi bị bệnh dạ dày thì các bác chú ý là uống thuốc lúc đói cho em là được. Đây này các bác, rễ cây của nó này. Đấy. Nhưng cái rễ này thì mình sẽ nhặt ra. Đấy, cây đá vàng. Một điều đặc biệt là cái thuốc dạ dày này cực kỳ đắng, vừa đắng vừa thơm, thơm mùi sa nhân. Bởi vì là đợt vừa rồi ấy, vụ sa nhân ấy, thì em cũng có đi thu hái được khá nhiều sa nhân. Khá nhiều sa nhân về thì cứ mỗi lần này em nghiền ra cho nên là thơm, rất là thơm mùi sa nhân nha các bạn nhé. Thuốc dạ dày này rất là thơm mùi sa nhân, nó đắng, mùi hoàng đằng nữa. Ở đây thì có rất là nhiều cái thuốc, ví dụ như những cái vị thuốc mà chủ đạo để chữa dạ dày thì là bình vôi đỏ này, hoàng bá nam này, hoàng đằng này. Hoàng đằng ấy là lá kem đấy. Và những cây cỏ thuốc tiêu hóa các kiểu nó đầy đủ hết ở đây các bạn ạ. Nên là khi mà mình sử dụng ấy thì những cái bệnh lý đến dạ dày liên quan đến dạ dày, trào ngược dạ dày các kiểu ạ, dạ cấm nữa. Ở đây thì có rất là nhiều cây dạ cấm rất là to. Em đã nhìn nó cả, em chặt nó ra phơi khô và nhìn cả lá dạ cấm nữa. Nên là khi mà bị dạ dày ấy, có bác nào mà bị đau á
đau âm ỉ hoặc là mới chớm bị dạ dày thôi ấy. Thì các bác chỉ cần uống mấy túi này thôi là các bác đã đỡ rồi, mấy túi lọc này thôi. Đấy, mấy túi lọc này thôi, thì túi lọc này thì rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, các bạn có thể là đun, các bạn có thể đun uống hoặc là các bạn có thể là đấy lấy nước sôi về úp vào để bình dưới nhiệt, miễn là các bạn uống cho em lúc đói là được. Đây là để sử dụng. Ở đây còn cái này thì là cái giải đầu gan thôi. Đấy, cái giải đầu gan này các bạn, đây là cái giải đầu gan này. Đấy, như các bác biết là giải đầu gan thì nó là củ quả nhiều hơn, nên là nó nhìn nó không mịn được bằng cái dạ dày đâu. Đây, thuốc dạ dày này nó mịn hơn thuốc giải đầu gan. À, giải đầu gan là những cái bác mà bị nóng gan, men gan cao, mệt đây mẩn ngứa các bạn. Em thì có bệnh nhân đợt vừa rồi, có một bệnh nhân, có mấy bệnh nhân sơ gan của trước, cái bệnh nhân về đến nhà em bụng đã sưng lên hết rồi, sưng hết bụng rồi. Nhưng mà em đã lấy thuốc cho uống, thì hôm qua về lấy thuốc thì bụng không sưng nữa các bạn ạ. Nhưng mà mắt thì vẫn vàng, có nghĩa là bị bệnh kiểu hệ sơ gan ấy thì phải kiên trì uống cho lâu. Đấy, da thì vẫn vàng. Cái này thì, cái này thì bác nào bị gan ấy, bị vấn đề bị gan thận ấy, nóng gan mẻ đây mẩn ngứa ấy, thì là dùng cái giải đầu gan này. Cái này thì dùng cho cả nhà được, cả nhà các bác dùng được. Và bệnh nhân của em thì, mọi bệnh nhân của em thì trước khi cho uống thuốc, kể cả thuốc dạ dày này, các bác uống thuốc lần đầu tiên thì em vẫn cho các bác uống mấy gói giải đầu gan này, uống 2 đến 3 ngày để gan lọc nó thanh lọc đó, nó làm mát cơ thể đi, xong các bác uống thuốc dạ dày nó mới hiệu quả. Đấy, cái giải đầu gan này cũng thế. Hai cái thuốc của em này là một lần nghiền là một đống như thế này, nhưng mà không đủ để gửi cho các bác bệnh nhân đâu. Đấy, các bác bệnh nhân về nhà lấy nữa không đủ đâu các bạn. Đấy, cứ bác, các bác nào đau bụng khó chịu âm ỉ là dùng, là chịu sắc uống, là mang về để đun và uống. Đấy, các bác nhớ là uống uống lúc đói là được. Đấy, thuốc dạ dày, còn cái thuốc giải đầu gan thì uống lúc no. Hầu như là bệnh nhân của em uống thuốc dạ dày nó đều đỡ hết đấy các bạn, hầu như là đều đỡ hết. Chỉ có các bác không đỡ là như này, các bác sợ đắng quá, các bác uống rồi các bác còn pha thêm nước nữa, các bác uống nó nhạt quá, nó không có tác dụng. Cái thứ hai nữa là các bác uống không tuân thủ theo thầy thuốc. Các bác không tuân thủ theo thầy thuốc là các bác, người ta bảo uống lúc đói thì các bác đi uống lúc no. Nếu mà uống lúc no thì no thì lúc đấy các bác dạ dày của các bác đầy rồi thì làm sao mà có thể chứa được những cái tổn thương của dạ dày, đúng không ạ? Đấy, một cái nữa là các bác vì đắng mà, cái thuốc này là đắng mà. Thuốc dạ dày thì nó sẽ đắng. Nó rất là đắng, nó không ngọt đâu các bạn, nó rất là đắng. Đắng quá nên là các bác đun thật nhạt, các bác đun nó lỏng toẹt đi để các bác uống. Rồi xong là các bác hời hợt đấy. Các bác hời hợt có nghĩa là uống nhưng mà mình chữa bệnh cho mình, nhưng mà kiểu như là uống kiểu theo đối phó, hơi đắng quá thì ta pha nước ta uống, đúng không ạ? Thì kết quả là nó không có hiệu quả. Đấy, rất là nhiều bệnh nhân đã như thế, một số bệnh nhân như thế. Mà bản thân em thì các bác phải đi tìm cái thuốc, nó không đơn giản đâu các bác ạ. Để nghiên cứu được cái bài thuốc dạ dày mà nghiền ra như này là một, cả một quá trình của em đấy các bác, là cả một quá trình của em nghiên cứu và học tập đấy. Cho nên là nếu mà bác nào mà lấy thuốc với em, nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em thì em gửi thuốc cho các bác ấy, thì thấy các bác nói chuyện em nói thế nào thì các bác trả lời như thế thì em mới ấy. Còn nếu mà các bác nói chuyện khi mà các bác lấy thuốc với em mà các bác nói với em là dùng nhiều thuốc nhiều nơi lắm rồi nhưng không khỏi, thử dùng thế này thế kia, thì thôi các bác lùng thuốc đừng có thử. Cái sức khỏe của mình thì đừng có thử các bác nhé. Khi nào các bác tin tưởng thì các bác lấy, các bác lấy thuốc về mà các bác dùng. Còn với em thì nói nhiều quá thì em không trả lời đâu, em cũng không bắt chuyện với các bác được, em cũng không thể là không thể là tư vấn các bác này thì cái này thì kia được các bác ạ. Hôm nay là mưa đây, các bác nhìn mưa này bẩn ướt hết sân này. Đấy, mưa cho nên là em mới ngồi ở nhà thì em mới đóng thuốc, em mới chia sẻ cho các bác được thôi. Không thì em cũng đã chạy ra ngoài, cũng đã có bệnh nhân thì cũng phải nhận bệnh nhân rồi, cũng đi hái thuốc các kiểu rồi, vậy nên là cũng khá bận. Đấy, bác nào mà có bệnh lý về dạ dày thì các bác cứ việc nhắn tin cho em là được. Số điện thoại của em thì có ở trên kênh của em rồi, về kênh của em thì em có số điện thoại rồi, em cũng có Zalo, có Facebook, có đầy đủ hết. Nên bác nào mà lấy thuốc thì cứ nhắn tin cho em. Cứ nhắn tin cho em hoặc là nhắn tin qua kênh của em này cũng được, không sao cả, để mình lấy thuốc về mình sử dụng. Thực ra là cái bệnh lý dạ dày này thì hầu như là nhiều người gặp lắm. Nhưng mà muốn nó không ảnh hưởng gì thì các bác nên dùng thuốc nam, không thì không cần phải dùng thuốc tây nhiều đâu. Thuốc dạ dày mà uống thuốc tây nhiều thì nó cũng không đỡ đâu các bác nhé.
với lại giải độc gan. Đây, giải được bài giải độc gan của em thì em nói rất là nhiều rồi, nó rất là tốt. Bài giải độc gan của em là bác nào hay uống bia rượu này, nên là mà ăn uống kém này, khó ngủ này thì nên dùng cái này. Vậy thôi em chào các bác nhé, em lại tiếp tục đóng đóng số dạ dày để chiều còn gửi bệnh nhân về tận nhà lấy. Chắc bệnh nhân họ cũng về lấy, nhưng hôm qua về lấy thì em chưa nghiền được, em chưa lấy cho được.